bà xui Trà Vinh trẻ đến nỗi nhiều người nhầm là cô dâu. Đoạn clip chia sẻ hình ảnh về lễ ăn hỏi của một cặp đôi thu hút rất nhiều sự chú ý của netizen bởi nhan sắc của bà xui 38 tuổi. Một lễ ăn hỏi ở Trà Vinh đang được chia sẻ trên mạng xã hội bởi vẻ ngoài trẻ trung của bà xui. Dù đã 38 tuổi thế nhưng bà xui sở hữu vẻ ngoài cực trẻ trung, thậm chí còn khiến nhiều người nhầm lẫn là cô dâu. Trong nhiều khung hình, mẹ chồng đứng cạnh con dâu được nhiều người nhận xét là giống như hai chị em. Mẹ chồng trong đám cưới đặc biệt đó là chị Bùi Thị Kim Lanh, 38 tuổi, ở huyện Duyên Hải, Trà Vinh. Được biết con trai và con dâu của chị Lanh đều bằng tuổi nhau, 20 tuổi. Không chỉ gây sốt bởi ngoại hình trẻ đẹp của mẹ chồng, của hồi môn khủng được trao cho cặp vợ chồng trẻ cũng khiến nhiều người suýt xoa. Theo lời MC tại lễ ăn hỏi, mẹ chồng trao 26 cây vàng, 200 triệu tiền mặt, nhẫn kim cương. Chị Lanh có hai người con trai thứ hai năm nay 10 tuổi. Khi chị lên chức bà xui ở tuổi 38, nhiều người bất ngờ, họ không biết chị có con trai lớn đến tuổi lập gia đình. Trước đây, chị Lanh lập gia đình năm 18 tuổi, nối nghiệp gia đình kinh doanh tiệm vàng. Khoảnh khắc hai bà xui chụp ảnh kỷ niệm với nhau. Tấm hình chị Lanh chụp ảnh cùng con trai nhận được nhiều lời cảm thán từ netizen, cứ như là hai chị em vậy, 38 tuổi đã lên chức bà xui, quá trẻ, tôi 35 tuổi vẫn chưa chồng, 38 tuổi đây ư, nhìn như chỉ vừa ngoài 20 thôi, quá trẻ đẹp luôn. Chị Lanh hy vọng con trai và con dâu sau này có thể nối nghiệp gia đình,